Xin chào anh em, hôm nay thì mình quay lại cho anh em những cái lót sàn ở trên ô tô. Đâu là cái loại mà nên chọn và đâu cái loại không nên chọn. Thì đây là một cái kiểu thiết kế mà nó đắt nhất hiện tại mà mình đang tư vấn cho mọi người. Cái kiểu này thì anh em làm một lần là coi như được cả đời luôn. Và phân tích tại sao mà lại chọn một số những cái loại như thế này. Thì ở đây mình có mấy con xe, có chiếc xe này thì anh lắp cái loại 5D, 6D. Đấy, cái loại này mình không khuyên lắm đâu. Còn lại anh em thích làm thì vẫn làm được. Nhưng mà đây là cái loại mà mình đang thiết kế trên chiếc xe này thì nó khá là đắt đỏ, nhưng mà nó xịn sò. Đây, mình quay vào đây. Đó, anh em nhìn thấy, đầu tiên thì đây là cái thảm của nó là bằng kiểu như là bằng da, nhưng mà da này là không ngấm nước. Nó tạo hình 3D rất là đẹp. Ở đây có một cái lớp rối này để nó bám chân, cũng như là để bụi thì nó dính vào đây. Sau anh em dơ cái này rất là nhẹ nhàng. Đấy, còn bên dưới là một cái lớp sàn. Đấy, một lớp sàn ở bên dưới luôn. Đó, cái này thì anh em lót lên như thế này. Mình thì mình đang lót thêm cái led gầm ghế nữa. Đây. Đấy, và nó ăn vào cái gúc này luôn anh em ạ. Đấy, ăn vào gúc này luôn. Đấy, thì tạo hình vào xe nó rất là đẹp. Đó. Rồi, đây chiếc xe này thì mình đang làm thôi. Thì bình thường ấy, nếu như mà anh em tiết kiệm hoặc là cơ bản thì anh em lót một cái lớp sàn da giống như cái ghế của mình ấy. Nó đâu đấy 500 đến 700 nghìn đến 900 nghìn. Đấy, tùy từng xe. Thì nó chỉ loanh quanh tầm đấy thôi. Còn đây là cái chiếc xe, một số chiếc xe mà mình đã làm này. Chiếc xe này mình cũng lót y chang như chiếc xe trên kia. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Tạo hình 3D bên dưới. Đấy, 3D bên dưới này. Đó. Thì khi mà anh em cần bách cái này ra thì bách cái này ra nó rất là ngon nghẻ, đơn giản. Đây. Chúng ta đem ra rủ. Và cái lót này thì nó phun hết toàn sàn xe luôn. Đấy, nó giúp cho chúng ta kiểu như khi mà nước rơi xuống ấy, nó không bị ngấm xuống. Cái chiếc xe này thì mình đổi màu nội thất. Đấy, toàn bộ luôn. Đổi màu rất là đẹp. Rồi, mình quay đến chiếc xe này để kiểm tra xem thử là đây, cái mẫu này nó y như cái mẫu ở trên kia mà mình không khuyên anh em làm cho lắm. Đây, ví dụ như ở dưới này, bụi cặn nó bám vào đây. Chứ chúng ta không thể lấy khăn để lau được mà chúng ta phải dùng hút bụi, mà hút bụi thì nhà mình đâu có đâu. Cái thứ hai nhá. Cái thứ hai là cái này là mình không khuyên. Bên trong này là một cái lớp xốp, lớp bông xốp ấy. Thì khi mà nước mưa nó ngấm vào đây, nó ngấm xuống. Ui giời, hôi lắm. Thật sự mọi người luôn là cực kỳ hôi. Mấy cái quả mà mình đây, em quay vào đây. Đây, mấy quả kiểu như này. Trời ơi, nó dày, cái chất liệu này nó, nói chung là nó rẻ tiền anh em. Đây. Nước mưa ngấm xuống cái này mà nặng trĩu luôn. Đây, mình bách cái này ra này. Đấy, bụi nó ngấm hết vào đây, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó ngấm nước. Đây, còn cái thằng ở bên dưới này, anh em thấy không? Như cái thảm bên kia ấy, nó không có cái gồ lên gồ xuống này, nước nó ngấm được. À, em quay vào đây. À, rất là bụi bẩn, hôi. Đó. Được cái là cái kiểu này, kiểu như giá nó cũng hợp lý ấy. Nó đâu đấy khoảng 1,2 triệu, 1,4 triệu gì đấy. Đó. Đây, cho anh đóng lại ra. Đấy, và có thêm một cái loại nữa là anh em lót cái sàn đây. Anh em lót cái sàn này, lót cái da này này. Đấy, xuống dưới gầm ghế. Thì cái này là mình cũng khuyên, nó đâu đấy 500-700 thôi, nhưng mà rất là ok. Còn đây, em quay xa lại đây. Anh em nhìn thấy với cái chất liệu này ấy, chất liệu này ấy, nó không bị kiểu như là nó không lồi lên lõm xuống này, lau rất là dễ. Còn như cái chất liệu lúc nãy thì đúng là nó rất là khó vệ sinh, tạo mùi hôi, cũng như là nó xấu. Còn khi mà mọi người lót như này ấy, thì nó rất là đẹp. Vậy thì nó có thêm một cái lớp lót sàn nữa mà mình cũng hay làm. Nó cũng giống loại này, nhưng mà nó là cái sự kết hợp giữa da này với cả là cái lót sàn cao su loại Thái Lan ấy. Đấy, thì nó cũng tương đương như cái thằng này. Nhưng mà cái thằng này ấy, thì nó sẽ đổi màu vào, nó sẽ rất là đẹp, rất là lung linh.
Đấy, với cái gói này nó là 4 triệu rưỡi một xe các anh em ạ. Đấy, còn nếu như anh em chỉ lót cái sàn này này, ở bên dưới nó tận 2 triệu rưỡi. Còn nếu như anh em lót cái sàn mà bằng cái da này thì từ 500 đến khoảng 900 một triệu 7 chỗ. Đấy, tùy xe, ví dụ xe Fadin thì chỉ 500 thôi. Đấy, các xe Navara thì khoảng 6-700, đấy kiểu vậy. Đây, quay căn Navara cho anh em xem nhá. Đây. Bản chất cái này thì nó rất là đẹp, nó ôm sát hết đây. Nhưng mà mình ý, cái này thì khi mà vào ấy nó bị ngấm nước. À, đây này. Nó rất là nặng luôn. Đấy, xốp xốp này. À, cảm giác thì rất là đẹp nhưng mà ngấm nước vào hôi này. Bảo là thế của anh khi mà rồi, ok thì quay lại chiếc xe này đây, cái loại thảm mà mình khuyên anh em chọn có thể dùng cái loại này. À, cái này là nó không bị ngấm nước, nó không bị hôi. À, nó giống như chiếc xe này ấy, thì nó cũng dùng bằng cái loại vật liệu da nhưng mà không ngấm nước. À, thì đó là một số cách để anh em có thể lựa chọn khi mà mua một chiếc xe, thì chắc chắn trải sàn đó là cái nhiệm vụ đầu tiên. Mà tại Trung Auto làm rất là nhiều chiếc xe này, anh vừa mới lấy này, mới tinh này, túi bóng này. Mình đang lắp led nội thất, à led gầm ghế. Đấy, rồi, anh em nếu mà có nhu cầu có thể qua Trung Auto cũng như subscribe kênh để cập nhật những cái đồ chơi công nghệ ô tô. Cảm ơn anh em.